Lisa Blackpink vướng vào vụ điều tra phạm luật ở Thái Lan, nguy cơ bị phạt tù. On K-pop mới đây đã dẫn nguồn từ truyền thông Thái Lan đưa tin ngày 17 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm soát rượu OACC điều tra những người đăng và phát tán hình ảnh hoặc video quảng cáo rượu của Lisa Blackpink trên mạng xã hội. Theo Bangkok Post, siêu sao K-pop người Thái gần đây được ký hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu châu Á cho một hãng rượu nổi tiếng. Với tư cách là nữ đại diện thương hiệu đầu tiên, Lisa đang tham gia vào chiến dịch quảng bá toàn cầu cho hãng rượu này. Điều này dẫn đến hình ảnh và video của người đẹp sinh năm 1997 quảng cáo rượu đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Sau khi thực hiện hành trình cá nhân rất dài và tất bật trong vài năm qua, tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người nâng cao bản thân, Lisa chia sẻ khi bắt tay hợp tác với hãng này. Không có đường tắt nào để đến đây, tất cả những gì tôi biết là hãy là chính mình, hãy thành công theo cách riêng của bạn, nữ thần tượng nhấn mạnh. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, cấm quảng cáo rượu bia trên tất cả các phương tiện truyền thông. Theo đó, Điều 32 trong Đạo luật Kiểm soát rượu của Thái Lan có hiệu lực từ năm 2008, nghiêm cấm việc quảng cáo rượu cũng như trưng bày các ly có chứa rượu hoặc trưng bày một số nhãn hiệu đồ uống có cồn. Xứ sở Chùa Vàng cũng cấm hành vi khuyến khích người khác uống rượu. Người vi phạm có thể bị phạt tới 500.000 bạc, hơn 342 triệu đồng, hoặc bị phạt tù 1 năm hoặc cả hai. Năm 2020, khi một bộ phận dân mạng lo lắng đăng ảnh liên quan đến rượu lên mạng xã hội có thể bị phạt khoản tiền lớn, các nhà chức trách Thái Lan đã đính chính, quy định này áp dụng cho những người nổi tiếng và người của công chúng, không phải những người bình thường. Cư dân mạng đang tò mò liệu Lisa có đúng khi quảng cáo rượu hay không và liệu cô có bị phạt như các nghệ sĩ khác ở xứ sở Chùa Vàng hay không, Nation đưa tin. Phó Giám đốc Cục Kiểm soát Bệnh tật Kha Chon Sat nói thêm rằng một số quốc gia không quy định về quảng cáo rượu như Thái Lan, vì vậy việc Lisa xuất hiện trong quảng cáo có thể không phạm luật của các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông không đề cập đến trường hợp ở Thái Lan. Trong trường hợp vi phạm, có thể bị chính quyền phạt 500.000 bạc khoảng 18 triệu won, tương đương 329 triệu đồng Việt Nam, hoặc bị phạt tù dưới 1 năm hoặc cả hai. Một số ý kiến của netizen về vụ việc. Vấn đề là cô ấy ký thỏa thuận này bên ngoài Thái Lan, không quảng bá nó ở quê nhà cũng như trên tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Tôi nghĩ Lisa và ekip của cô ấy không thiển cận tới mức ký một hợp đồng có thể khiến cô ấy rơi vào tình thế khó xử ở quê hương cô ấy. Miễn là hãng rượu không sử dụng quảng cáo này ở Thái Lan, cô ấy sẽ được an toàn. Tuy nhiên, cô ấy có thể gặp một số rắc rối nếu người hâm mộ Thái Lan chia sẻ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội hoặc những cơ sở không chính thống sử dụng quảng cáo này để bán hàng. Tôi thắc mắc là Lisa sẽ bị xử phạt hay những người truyền bá nội dung. Dù thỏa thuận ký bên ngoài Thái Lan, nhưng với tư cách người Thái Lan, hẳn cô ấy biết về những quy định nghiêm ngặt đối với rượu ở quê hương cô. Sự nổi tiếng phải đi kèm với trách nhiệm. Cô ấy là người Thái Lan và sẽ không có vấn đề gì nếu ngay từ đầu cô ấy từ chối hợp đồng này. Không có lý do gì để ngăn cấm cô ấy tham gia các hoạt động bên ngoài Thái Lan, điều này không bất hợp pháp ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Cuộc điều tra được mở ra để điều tra những người đăng và phát tán hình ảnh hoặc video quảng cáo rượu của Lisa ở Thái Lan, dường như không có vấn đề gì với việc Lisa quay quảng cáo để sử dụng tại các quốc gia khác. Với lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội như Instagram, Lisa có thể dễ dàng đưa sản phẩm của các thương hiệu tới đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. Hơn nữa, độ phủ sóng của cô nàng nói riêng hay Blackpink nói chung từ lâu đã vượt qua khuôn khổ của Hàn Quốc.